Kính thưa quý vị, chỉ vài tháng qua đã có hơn 60 bị can bị Bộ Công an và Công an các địa phương khởi tố trong vụ án liên quan đến kit test Việt Á. Trong đó có những tư lệnh ngành như cựu Bộ trưởng Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ. Ước tính số tiền bôi trơn các phi vụ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tất cả giống như một cơn bão tạo ra cú sốc cho rất nhiều người. Trong số những người bị bắt và khởi tố có nhiều cán bộ cấp vụ, cục thuộc các bộ ngành và lãnh đạo các trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC, Sở Y tế của các địa phương. Đúng hay sai, có lẽ các cơ quan chức năng cũng dần làm sáng tỏ và tòa án dư luận cũng có những nhận định riêng của mình. Thế nhưng, câu hỏi lớn nhất mà chúng ta cần khẩn cấp đặt ra là sau cơn bão xảy ra trong ngành y tế, làm sao để trời quang mây tạnh? Trong chuyên mục nhận định hôm nay, chúng tôi mời quý vị gặp gỡ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để cùng lắng nghe về vấn đề này. Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng. Thưa ông, trong vài tháng qua thì đã có hơn 60 người trong ngành y tế đã bị khởi tố liên quan đến vụ kit test Việt Á. Vậy là một người làm trong ngành y và tham gia nhiều hoạt động chống dịch trong thời gian vừa rồi thì ông có cảm xúc như thế nào trước cái tình hình như vậy ạ? Trước cái tình hình một số cán bộ y tế bị vướng vào những cái quy định pháp lý thì tôi rất là, thứ nhất là rất là buồn và thứ hai rất là tiếc. Buồn là tại vì nhiều người là những công tác phòng chống dịch và bị bắt trong thời gian vừa qua đó là đồng nghiệp của tôi, là bạn của tôi. Và những người đó tôi biết rằng về cơ bản thì nhiều người rất là tốt. Và vì vậy thì cái chuyện buồn là nó có. Chuyện tiếc thì tôi cũng tiếc là tại vì những đồng nghiệp của mình là chưa có tỉnh táo và những đồng nghiệp của mình thì cũng chưa có những cảnh báo kịp thời. Tôi nói chưa tỉnh táo ở chỗ nào? Đó là bởi vì những cái đồng nghiệp này này thì khi mà họ nhận cái tiền gọi là tiền hối lộ đi hay gọi tiền bổ dưỡng của công ty Việt Á thì họ suy nghĩ tương đối đơn giản. Họ nghĩ rằng là cái tiền giá mua cái ký test đó đã được quy định rồi. Cho nên là mình mua đó thì mình không có nhận tiền đó thì cái giá tiền cũng như vậy. Trong khi đó thì họ nghĩ rằng là nếu mà mình nhận được tiền thì mình sẽ có thể là chia sẻ cho một số đồng nghiệp đàn, hoặc là những cấp dưới của mình làm việc với mình và động viên tinh thần của họ trong cái mùa dịch. Đương nhiên là có, chắc là có một ít cái lòng tham trong đó. Nhưng mà những người đó, đó họ cũng nghĩ rằng nếu bao giờ mình không nhận thì những cái CD khác mà đang nhận rồi, rất nhiều người đang nhận và họ trong ngành thì họ biết nhau. Và khi mà những điều khác nhận mà mình không nhận thì đồng nghiệp của mình hoặc là cấp dưới của mình sẽ nói à, bên ông này không nhận, trong khi bên kia được nhận, được chia thêm tiền. Ví dụ như vậy thì nó sẽ, vì có những cái suy nghĩ đơn giản như vậy thì những đồng nghiệp mình đã bị sai lầm. Đó thì điều rất là đáng tiếc, mặc dù đó là điều sai. Một điều đáng tiếc thứ hai nữa đó là những cái việc này thì đúng ra thì mình được phát hiện sớm hơn, mình cảnh báo sớm hơn. Thí dụ 1-2 CDC đầu tiên có, mình phát hiện ngay, mình cảnh báo ngay thì có lẽ là cái tổn thất của ngành y tế sẽ không cao như vậy. Cho nên là thực sự khi mà nghe những chuyện này thì tôi rất là buồn và cũng tiếc là bởi vì chuyện đó nếu mình tỉnh táo một chút thì có thể là khó thể không xảy ra. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, thì liên quan đến vụ kit test Việt Á thì Bộ trưởng Y tế và nhiều quan chức trong ngành đã bị cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên, những cú sốc này cũng chưa khiến nhiều người trong ngành y lo lắng về vấn đề quản lý việc mua sắm thiết bị vật tư y tế. Theo ông thì các quy định về việc mua sắm thiết bị vật tư y tế sau vụ Việt Á cần có những điều chỉnh như thế nào để cán bộ quản lý thực hiện đúng quy định của pháp luật và không trục lợi ạ? Những cái quy định của luật pháp Việt Nam thì đã có. Tuy nhiên thì nó sẽ có hai cái vướng nhỏ. Vướng thứ nhất đó là những cái quy định của nó thì được trình bày có thể là chưa chặt chẽ cho tình huống cụ thể. Cho nên là cái việc diễn giải của nó thì vẫn khác nhau. Bản thân tôi thì có những lúc tôi đứng vai trò quản lý và mua sắm những thiết bị. Thì tôi cũng thấy rằng là việc một cùng một sự vật sự việc thì có người đồng nghiệp của tôi tham mưu là nên làm. Có người đồng nghiệp nói là như vậy thì nó sai. Và như vậy thì tôi hiểu khi mà chúng ta làm thì nó vướng nhiều. Như vậy thì cái điều đầu tiên đó là cái luật nó phải làm rõ ràng hơn và phải giải thích rõ hơn để cho mọi người cùng có hiểu giống nhau. Cái điểm thứ hai nữa đó là cái luật đó thì trong một số khoảng thời gian, một số lúc thì nó tương đối là nó cũng sử dụng được, vận dụng được. Thí dụ như trong thời gian bình ổn thì không có vấn đề. Nhưng mà trong cái thời gian, thí dụ như là có vụ dịch thì có những cái hàng hóa nó mới và lúc đó thì không thể định giá được rõ ràng.
lúc đó thì mọi người cũng không có thể là biết được là mua ký test nó như vậy thì là giá cao hay giá thấp. Điểm thứ hai nữa đó là có những lúc, ví dụ như hiện nay, thì khi mà giá cả một số hàng hóa, một số trang thiết bị y tế đang gia tăng, thế thì cái việc mua sắm rất là khó. Thí dụ như nếu tôi mua một cái hàng hóa nào mà nó có đá giá có sẵn rồi và nó không tăng, thì tôi có thể đối chiếu và tôi mặt dặm tôi mua. Bây giờ thì cái giá nó hơi tăng lên một chút, thì khi đó, đó cái luật, cái quy định của mình nó chưa có đủ linh hoạt để mà giải quyết những tình huống, thí dụ như vừa rồi là có đại dịch hoặc là những cái biến động về giá cả của vật tư y tế hoặc là thuốc men, thì tôi nghĩ rằng là điều đó là điều cần thiết phải điều chỉnh trong luật. Và thưa ông, nếu những tồn tại trong công tác quản lý giám sát xây dựng hành lang pháp lý để đảm bảo cho việc mua sắm thiết bị y tế vẫn tiếp diễn và chúng ta vẫn không rút ra được bài học nào để cải thiện, thì liệu ngành y tế sẽ có thể gặp những vấn đề gì, nhất là trong bối cảnh COVID-19 vẫn còn và các bệnh dịch khác như là sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ vẫn đang rình rập và rất nhiều bệnh nhân hiểm nghèo khác vẫn đang trông chờ vào sự ra sức của ngành y tế ạ? Vấn đề mà mua không được các trang thiết bị y tế cũng như là thuốc men thì không chỉ là trong tương lai đâu mà hiện tại đã ảnh hưởng tới chúng ta, tới từng người bệnh nhân. Thì chúng ta đều biết là trong thời gian vừa qua một số bệnh nhân có thể không mua được một số các cái loại thuốc để mà điều trị chống thải ghép khi người ta được ghép tạng. Nhưng mà cái đó thì không phải là lỗi của bệnh viện, mà cái điều đó là do mình đấu thầu tập trung, sau đó thì không thực hiện được, sau đó trở về bệnh viện bị chậm trễ. Tuy nhiên thì còn có nhiều vấn đề khác nữa mà chúng ta không mua sắm được. Thì tôi có nhiều đồng nghiệp làm ở các bệnh viện thì họ đều nói rằng là hiện nay cái hiện trạng thiếu thuốc nó khá là trầm trọng, cho nên là nhiều bệnh nhân nặng mình không dám phẫu thuật tại vì mình không có kháng sinh để mà điều trị. Rồi những cái trang thiết bị để mà phẫu thuật mình cũng hạn chế. Rồi cái stent về để mà điều trị cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim hoặc là bị thiếu máu cơ tim để điều trị các cái hẹp mạch vành, chúng ta thí dụ cụ thể cũng rất thiếu. Thì điều đó là trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Và nhiều người chỉ mong rằng là có người thân đó, đừng có bệnh trong thời gian này. Bởi vì bệnh thời gian này thì rất là khó khăn. Thì như vậy thì thực tế nó đã ảnh hưởng rồi. Cho nên là cái việc nhu cầu để mà chúng ta cải thiện được cái hành lang pháp lý, cải thiện được các cái quy định để mua sắm một cách nó linh hoạt hơn, và nhưng mà đảm bảo cái những cái việc lạm dụng hoặc là trục lợi trên việc mua sắm đó thì cực kỳ là cần thiết. Vậy để ngành y có thể phục hồi trở lại và các cán bộ nhân viên y tế an tâm phục vụ trong bối cảnh hàng chục quan chức bị bắt liên quan đến vụ Việt Á, thì theo ông, Bộ Y tế, Sở Y tế và các địa phương thì cần có những giải pháp cấp bách nào ạ? Cái việc mà đầu tiên đó là Bộ Y tế và Sở Y tế phải xem các cái thiếu hụt các trang bị vật tư y tế và thuốc men là một vấn đề khẩn cấp, là một vấn đề cần phải giải quyết ngay. Chúng ta biết rằng là hiện nay Bộ Y tế và Sở Y tế thì rất nhiều công việc. Tuy nhiên thì một trong những lĩnh vực mà cần phải tập trung đó là mình có những ra những quy định, những hướng dẫn xem xét những cái gói thầu được đưa lên để mình đánh giá và phê duyệt sớm. Như vậy thì nó sẽ tạo thuận lợi. Đó là tôi nghĩ rằng đó là cái việc mà là khẩn cấp nhất. Vâng. Thứ hai nữa đó là Sở Y tế và Bộ Y tế cần phải kiến nghị Thường vụ Quốc hội để làm sao giải quyết được, giải thích quy và nêu rõ những cái quy định cụ thể trong những tình huống đặc thù như thế này. Thì chúng ta biết rằng là luật của chúng ta thì đều ghi được quy định rất rõ, và nhưng mà có những vài chỗ thì nó vẫn chưa có được gọi là được hiểu giống nhau, và như vậy thì người ta rất là hoang mang. Nhưng mà hiện nay thì nếu mà không thể nhờ ông luật sư nào đó mà diễn giải hoặc là một cái người nào đó diễn giải mà cần phải được Thường vụ Quốc hội diễn giải, như vậy thì chúng ta sẽ an tâm đó, cái luật đó thì mình sẽ thực hiện theo. Thì Thường vụ Quốc hội cũng nên xem đó là một vấn đề quan trọng, và để mình có thể là tập hợp những trí tuệ của những lãnh đạo của ngành y tế và một số chuyên gia để làm sao để mình quy định lại những cái tình huống đó, đó mình giải thích như thế nào để hướng dẫn ở những người mà lãnh quản lý y tế ở các cái tuyến, các cái đơn vị cấp dưới hơn thì có thể thực hiện được. Cái điểm thứ ba nữa đó là ngành y tế hiện nay đã làm rồi và có cái hướng cũng tôi nghĩ là rất là tốt, nhưng mà cái việc thực hiện thì cấp bách nhưng mà không thể có được kết quả ngay, đó là chúng ta tổ chức cái việc mua sắm tập trung hoặc là đấu thầu tập trung. Cái việc mà đấu thầu tập trung thì nó sẽ dễ hơn là bởi vì dễ tập hợp được cái tư duy
rồi cái năng lực và kinh nghiệm của nhiều cán bộ, không chỉ trong ngành y tế mà nhiều ngành khác nhau, ví dụ về luật, về kinh tế, về tài chính. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo cái việc mua sắm hơn và nó sẽ tiết kiệm kinh phí, bởi vì nhiều cái mua, nếu mà cứ mỗi đơn vị mà cứ phải làm cái hồ sơ thầu để thẩm định rồi xét duyệt, phê duyệt thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà nếu mình mua sắm cái khối lượng lớn mà ở sở y tế thực hiện thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có cái hiệu quả cao hơn đó. Và dựa trên đó thì trên cái kết quả của đấu thầu này của sở y tế, của đấu thầu tập trung, thì có thể xem xét đó, thiết lập đó như một cái mặt bằng giá trần để cho các cái đơn vị phía dưới họ có thể mua sắm những cái trang thiết bị. Như vậy thì sẽ tạo thuận lợi cho phía dưới hơn nữa, tức là họ không chỉ phải họ không phải làm thực hiện nhiều cái công tác đấu thầu hoặc là gọi thầu, mà họ có thể là nhờ sở là thực hiện, nhưng đồng thời là những cái cần thiết mà khối lượng nhỏ thì họ có thể mua sắm theo cái nhu cầu của họ, nếu không có vượt giá đặt. Và cuối cùng thì chúng ta cần phải có cái động viên những cái và có một chính sách bảo vệ những cái cán bộ quản lý để họ mạnh dạn, tinh thần chịu trách nhiệm, đúng là có chịu chịu trách nhiệm với cái công việc của mình. Nhưng mà nếu mà có cái sự ủng hộ rõ ràng hơn thì họ sẽ mạnh dạn hơn để thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Là một người làm trong ngành y thì ông có lời khuyên nào đối với các cán bộ y bác sĩ để họ an tâm tiếp tục công tác, nhất là khi sắp đối mặt với các đợt dịch bệnh, không chỉ là Covid-19 mà các dịch bệnh sắp tới ạ? Tôi thì không thể nói cho mọi người an tâm hơn được. Tuy nhiên thì tôi cũng đã từng làm cái nhiệm vụ quản lý, và tôi cũng đã từng làm cái việc mà mua sắm đấu thầu cho đơn vị của mình. Thì tôi hiểu rằng là cái việc mà mua sắm đấu thầu thì luôn luôn là nó có một cái nguy cơ nào đó. Thậm chí là ngay cả tôi thì khi mà trong thời gian đầu tôi làm, tôi vẫn nghĩ là có một cái ngày đó tôi bị ở tù. Đó là nói thật, mặc dù tôi làm cố gắng làm rất tốt. Tuy nhiên thì tôi cảm thấy rằng khi được làm nhiệm vụ quản lý đó là một cái vinh dự. Một cái vinh dự, một trách nhiệm lớn, và không phải ai cũng được cái vinh dự trách nhiệm đó. Và khi mình nghĩ rằng cái vinh dự trách nhiệm đó có thể giúp ích được cho người dịch bệnh, có thể giúp ích cho người dân hoặc là giúp ích cho học sinh của mình, thì mình sẽ cố gắng làm hết mình. Và khi mình cố gắng làm hết mình thì mình có thể cũng có một cái rủi ro nào đó đó, thì mình cũng vui sẵn sàng. Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều cán bộ y tế họ có thể vào cái vùng dịch, họ có thể tham gia điều trị trực tiếp và có cái nguy cơ tử vong nữa mà. Mà họ vẫn vì sức khỏe người dân họ dám làm, thì chúng ta nghĩ rằng là tôi không thể dám nói là họ sẽ yên tâm, nhưng mà phải nghĩ rằng đó là cái vinh dự và cái trách nhiệm. Thì với vinh dự trách nhiệm đó, đúng không, thì mình có cái phải nên mạnh dạn làm điều gì để mà có lợi cho người dân. Một điểm nữa là thực ra thì tất cả các trường hợp mà chúng ta bị vướng vào các vấn đề về pháp lý, đó là chúng ta có cầm tiền, có thể ít hay nhiều, nhưng mà chúng ta cầm tiền thì chúng ta nên có một cái tỉnh táo, phải không? Thì như vậy thì chúng ta sẽ giảm rất nhiều cái nguy cơ nếu để chúng ta bị vướng. Nếu chúng ta cùng lắm bị vướng thì chúng ta sẽ cùng lắm là gọi là không hoàn thành nhiệm vụ, và chúng ta có thể bị mất chức. Thì tôi nghĩ rằng là cán bộ y tế là và lãnh đạo thì chúng ta vì nếu thực sự về quyền lợi của người bệnh thì chúng ta sẵn sàng chấp nhận cái điều này. Kính thưa quý vị, vụ Việt Á cho thấy ngoài việc các cán bộ quản lý tỉnh táo thì các quy định pháp luật về mua sắm công cũng cần làm rõ những giới hạn về quà cáp, hoa hồng. Ở một số nước, pháp luật quy định việc cán bộ nhận quà cáp, hoa hồng rất rõ ràng về trường hợp, mức độ, số lượng để người làm quản lý không có tâm lý chủ quan, thiếu tỉnh táo theo kiểu làm đúng quy trình thì được quyền lại quả. Thưa quý vị, thời lượng chuyên mục nhận định đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc.